Trời ơi, 100 em sợ anh không hết á. 200 đi. Làm cho em 200 cá viên chiên lộn xộn. Mình đem ăn. Hết luôn vậy cha. 200 ngàn. Nói nghe nè, bên em có dịch vụ á, anh ăn hết 200 ngàn là bên em sẽ tặng một suất combo là xúc bình xăng con. Thôi, múa lửa được rồi. Múa lửa được rồi, anh không có xúc bình xăng con hả? Anh ơi, chút nữa anh sẽ trường cổ. Là anh sẽ leo lên người ba trong mình anh chưa. Thôi vậy là 40 độ anh ơi. Ờ, bánh sáng. Bánh sáng rồi cả nhà ơi. Anh có coi phim Đại Thiên Đại Thánh đâu, anh biết bản tin nhìn anh đâu. Anh đang có 4 con đâu. Hôm bữa anh Lộc với Hằng ăn cá viên rồi mà clip đó em nhìn em không dám ăn luôn à. Vì phải để bụng tối có kèo á. Trời, nghe không? Rồi. Giờ anh có thể giới thiệu cho em quán nào có cá viên chiên được không? Quán của em cũng là một hiện tượng à. Nhưng mà quán này là hiện tượng hơn nữa. Quán này của Vodet nha. Vodet Vũ Thu Phương. Đó. Nhảy chưa chưa làm với phụ tự tin nhà. Quá hồi nãy mình tính đi cách quốc đó nhưng mà mình ngại cái nhà nhưng mà anh thì khỏi chê rồi. Anh chào anh chào chị. Trời ơi, kêu anh chứ muốn gớt cục ID luôn á. Em gặp kìa. Trời ơi, đẹp trai nè, tươi nè, ngon nè. Mấy đứa ơi, khách vô. Anh ơi, hôm nay là combo em có 150 xúc bình xăng con, đá trứng cút, đút trứng cá đó. Anh đã em bình tĩnh rồi, em mới đến là em hồi hộp rung quá. Hồi hộp rồi dạ. Nhưng mà em thích. Em thích. Đúng rồi, vui vẻ đi, nói chung là mình vui vẻ đi. Dạ. Hello anh, anh đi đâu đi? Chị. Em nghe nói chị là đang bán món mới. Dạ đúng rồi. Không? Hôm nay em có món mới. Em thường ở Sài Gòn em đánh hơi được những cái món ăn mới liền cho nên em phải tìm đến thôi. Hay quá. Anh biết món gì không? Biết. Món gì? Cá viên chiên nước mắm. Sai. BD chiên nước mắm. Dạ. Là người đứng chiên đúng không? Nói chứ là đúng rồi, đó là anh. Dạ. Đó. Ở bên đây đặc biệt là có cái lộn xộn á. Dạ đúng rồi. Thường thường là những anh chị mới đến là sẽ kêu qua 100 lộn xộn, 150 lộn mèo. Đó là bên đây em sẽ lộn mèo qua lộn mèo lợ. À vậy hả? Dạ đúng rồi. Vậy bây giờ em cơ phần 200 múa lửa được không? 200 múa lửa được, em nổ cho em múa lửa được mà. Trời ơi. Thế chứ à, hello hai anh nha. Dạ, dạ. Lần đầu tiên không? Lần đầu tiên cho phép Vũ Thu Phương. Ờ được trời ơi, nhớ rồi, vâng, và lần đầu tiên xin cho Vodet Vũ Thu Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hôm nay đến tất cả mọi người nha, anh chị em, bạn bè mình đang có mặt tại trên YouTube Funny Ho. Funny Ho. Hai. Và kênh YouTube cá viên chiên Vũ Thu Phương nữa nha. Đó, trời ơi, qua ủng hộ nha. Mọi người nhớ ủng hộ cho hai anh nha mọi người nha. Dạ. Em nghe nói là hai anh dạng giống như em nghe đồn thôi là hai anh ăn cái viên chiên 100 lộn xộn là nhiều quá, hai anh ăn không hết, là anh ăn 50-70 hết anh. Trời, 100 em sợ anh không hết á. 200 đi. Làm cho em 200 cá viên chiên lộn xộn. À, anh nhà anh có đãi tiệc phải không? Đãi thì tháng cho con anh đúng không? Đúng rồi, gói đem về. À trời ơi, 200 lộn xộn. Đúng rồi. Anh làm món mới hay là món cũ? Cá viên chiên nước mắm. Cá viên chiên nước mắm 200 ngàn lộn xộn. Nó giỡn thôi chị. Ăn đây luôn. Ăn đây luôn ha. Ăn đây đi đúng rồi. Mình em ăn. Mình em ăn. Hết luôn vậy cha. 200 ngàn. Nói nghe nè, bên em có dịch vụ á, anh ăn hết 200 ngàn là bên em sẽ tặng một suất combo là xúc bình xăng con. Thôi, múa lửa được rồi. Múa lửa được rồi, anh không có xúc bình xăng con hả? Cái đó không, anh phải trải nghiệm. Đây là món mới, anh phải thử. Anh làm cái đó đi vài lần là cái đầu gối anh không có lỏng đâu. Anh ăn xúc bình xăng con là vui vẻ luôn. Dạ. Rồi nó nghe nè, đó, giống bộ đội ăn rồi ăn 200 ngàn. Trời, một mình mà ăn 200 ngàn lộn xộn. Coi clip trên clip chị Vũ Phương lâu lắm rồi nhưng mà hôm nay em có dịp đến mà đúng là cái miệng của chị. Dạ. Đó trời ơi. Đó thì bây giờ đi bài, vô chung với em nha. Rồi đi đi đi. Rồi chị Hảo ơi. Cả nhà ơi, địa chỉ đây là số hình như 258. 200 ngàn lộn xộn. 258A Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 nha. Đây. Đây là đầu bếp của em.
Rồi bây giờ bây giờ là em sẽ cho chị đầu bếp chiên là 200.000 lộn xộn. Anh chị hay chọc lắm nè, chị vô hay chọc lắm. Dạ đúng rồi đúng rồi. Rồi làm 200.000 lộn xộn mà xào đúng rồi đúng rồi. À. Dạ đúng rồi, bỏ vô cái dĩa này cho em. Chị chứ cho muốn rồi chị làm sao mà hấp dẫn á, cho hai anh ăn mà dạng giống là quyến rũ kêu mời rội, gọi chào rồi đó, lại la, lại la. Ủa nó chứ lâu quá mới thấy hai anh đó. Dạ. Cần quá nè, cái bụng nè. Mấy đứa rồi? 4 tháng. 4 tháng ở đâu em nghe coi. Đây cũng là. Ột. Trời giống em luôn nè. Siêu âm hai chú eo con. 8 tháng à? 5 tháng, trời ơi. Chị ăn 5 phần bánh tráng cát thi á. Trời ơi, ôi, đó, thấy chưa. Nói với hai anh rất là dễ thương. Đây là Gia Hân nha. Gia Hân chào mọi người đi. Chào Gia Hân. Anh tên gì? Em là Fanny Hùng. Fanny Hùng. Fanny Hùng bên đây nè. Anh này Fanny Hùng. Dạ, anh này là Võ Sư Lộc. Dạ, tụi em cũng có hay coi kênh của anh. Anh cái gì cũng bự. Hôm bữa em có coi anh ăn phở ở đâu á. Dạ. Có nhiều mấy quán phở lắm. Dạ. Gì anh nói gì anh? Anh nói bà thì dễ người ta. Cái gì? Nói bà chào người ta mà bà giỡn. Đúng đâu rồi nãy hello anh Phương Hồng. Trời ơi. Chỉ có bạn thân mới. Không phải bé. Hồi nãy không? Em đứng rồi nè. Em chào anh xin vô hồn. Em chào anh là đó. Ý là mấy anh nông cảm cho nó không có liếc đâu. Tại vì nó bị lè khe đó anh. Dạ. Bạn em biết nó bị lè khe. Chứ nó không bị. Đúng là chỉ có bạn thân mới dám nói vậy thôi. Không người ta sợ mình biết. Mà cơ người ta. Thôi rồi nói chứ tôi mấy anh vui vẻ ông hồi nè. Nhà hồi chiên bớt 150 rồi chị ơi. Cái gì vậy trời? Hai anh ăn 200 kiếm chơi 150. Không, 200 là một phần như thế nào chị? Đây, đây là một phần 100 lộn xộn. À, 200 là hai rổ. 200 là hai rổ. À. Đó, chị hai rổ chiên nước mắm. Thường hai rổ này là mấy người ăn chị? Hai rổ này là thường thường là tới 4 người ăn lận. 3-4 người ăn á. Nếu mà bộ đội thì ăn hai người giống như hai anh là bộ đội đó. Bộ đội. Hai anh ăn size là dạng của bộ đội là big size đó. Là hai người là ăn một một dạ đúng rồi, hai người ăn một rổ thôi. Ăn một rổ bình thường á, bình thường. Rồi ghê vậy. Dạ. Có này hôm nay em ăn hết phần 200.000 này là em cũng phải nhịn từ sáng rồi đó. Nhịn từ sáng hả? Ghê vậy. Đúng rồi. Bình thường em đi quay là em nhịn khoảng 8 tiếng thôi nhưng mà hôm nay là em nhịn 12 tiếng đồng hồ. Mai mốt đừng có nhịn. Sao vậy? Biết sao không, nhịn nó có hại cho bao tử lắm. Mai mốt nếu mà ăn dạng big size hay là đi ăn ở đâu đó. Đó, ví dụ anh có ăn tráng miệng anh qua anh ăn em. Ừ. Em là ăn tráng miệng nè. Nếu mà ăn thêm chì là phải nhịn từ tối hôm trước. Chứ không là không có đổ bụng đâu. Lý nói tôi giống khủng long con đó, nói tôi giống con hà mã đó. Chị phần nào là mình cũng có cái rau muống hay là dạ không order, chỉ có xào mắm tỏi mới có đó. Rau muống thôi. Dạ đúng rồi, còn này là chuyên truyền thống. Đây là chuyên truyền thống nha. Dạ, còn bên kia là chuyên mắm tỏi. Mắm tỏi là dạ. Dạ. Cái này mình là mình làm cho nó chín trước có đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Xong rồi mình mới bỏ qua kia mình chiên cái mắm. Hay quá. Nhưng mà em thắc mắc cái món cá viên chiên nước mắm là mình có lâu rồi. Đúng mà, rồi. Ý là ở ngoài xã hội người ta bán lâu rồi. Dạ. Sao tới nay chị mới bán? Dạ tại vì biết sao không? Tại vì thường thường là khách của em á đông quá, nhiều khi làm không kịp. Dạ. Cho nên bây giờ giống như là số lượng khách ổn định rồi đó. Cho dạ. nên em mới kêu chị làm để đổi món cho đỡ ngán. Và thật sự đây là chiên nước mắm tỏi là khác với người ta, là bên em có bỏ cũng là bơ tỏi luôn, nhưng mà bơ tỏi bên em là phải ngâm 7 lần 7, 49 ngày. 49 ngày à. Cho nên trong cái bơ tỏi với lại trong cái rau muống nó có hương vị của BD. Cho nên ăn nó đỡ ngán nha anh nha. Ăn đỡ ngán được chứ ăn mà bị bị bự giống em á. Đó thì đây là bây giờ là chiên truyền thống. Dạ. Dạ chiên truyền thống xong rồi mình mới chiên sơ rồi mới chiên tỏi. Chiên tỏi là có bơ nè, rồi tỏi nè, rồi rau muống. Đó. Rồi một chút xíu nước mắm chua ngọt. Dạ. Ủa như đây là 200 luôn chưa? Dạ đúng rồi đó, 200 á. Và chắc đã đầy cái đĩa này luôn rồi. Dạ, lại có rau muống nữa. Dạ. Chứ anh Lộc anh quay qua cái xiên bên đây nè anh Lộc. Dạ. Cái này là dạng như dành cho khách người ta order đúng không? Dạ đúng rồi, khách nhiều khi khách thích ăn món nào là khách sẽ tự lựa. Dạ. Còn thường thường khách không biết kêu là sẽ kêu 100 lộn xộn. Tại vì bên em có nhiều món lắm. Rồi tại vì bên cái viên chiên ở ngoài là sẽ không có khổ qua cà ớt. Chẳng hạn như là bên em có là khổ qua nhồi chả cá nè, đậu đũa nhồi chả cá nè, rồi chả cá miếng nè, rồi ớt nhồi chả cá nè. Song song màu đó là bên em có cốm phô mai đỏ nè, cốm hồng nè, hoành thánh nè. 1 hour later. Cua cuộn, mực cuộn, tôm hùm, tôm Alaska, tàu hủ sandwich nè, chả cá chín cút nè, rồi tàu hủ phô mai. 1
week later. Hồ lô nè, rồi cua nè, rồi trứng cá hồi nè, rồi tôm nè, rồi chảo ốc, chảo xả nè. Several months later. Quá trời giới thiệu món ăn vậy ai không ai. Đó, và đặc biệt là bên em có gãy chua đó. Nha. Đang tính nói luôn cả nhà ơi. Món thần thánh đây. Đây, đây là nước chấm đây. Khi mà mọi người kia 100 lộn xộn hay là bất cứ phần cái viên chi nào thì mọi người sẽ được một phần tương. Là sẽ có tương đỏ nè, với lại tỏi phi nè, tương đen nè, ớt sa tế. Mình ăn cay thì mình lấy ớt, còn mình không ăn cay thì khỏi lấy ớt. Thì bên đây là có cải chua. Như em thường nói giới thiệu với mấy anh đó là 7 lần 7 49 ngày. Trong cải chua nó có hương vị của BD là chính tay BD. Đó, em sẽ trộn nè, em sẽ trộn và sẽ bỏ đường rồi vô, nói chung là nêm nếm đồ các kiểu rồi đó. Đó, đó thì mọi người biết. Wow, ở đây là chị thơm không? Đúng rồi, chị chiên lên cái bơ cả nhà ơi. Bơ thơm ha. Tại vì em sẽ bỏ bơ với lại bỏ tỏi nhiều nhiều để cho cái phần mình nó hấp dẫn á. Phần nào cũng vậy đó. Ở đây là mình bắt đầu bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Bắt đầu bán là giờ mở cửa của em là từ 4-5 giờ chiều là quán đã mở rồi. 4-5 giờ chiều là em bán tới 11-12 giờ đêm lận. Dạ, tại vì còn khách là tụi em sẽ còn ngồi. Dạ. Nhưng mà em theo như em biết là chị đi cũng đi show dữ lắm. Dạ đúng rồi, có nhiều lúc em đi show, nếu mà đi show trong Sài Gòn thì em sẽ giao lưu với khách giống như là chụp hình nè, rồi tâm sự cuộc đời em BD rồi đó. Rồi kể chuyện hồi nhỏ, hồi xưa ở chuồng tắm mưa rồi đó. Đó thì em sẽ tranh thủ về để mà chụp hình, chỉ có nhiều khi em đi show tỉnh xa, em về không kịp rồi không có về thôi. Dạ, đó dạ. Cho nên rất là mong mọi người tha thiết, gia diết là mọi người xem kênh của anh đó, mọi người hãy ra ủng hộ cho đó. Em đó ra rồi ngon nha ôi nhìn mới chiên á, nó phồng lên, phồng lên nó bự quá. Dạ đúng rồi, nó bự cỡ hai anh em mình đó. Đó cốm nè, phô mai nè, trời ơi, mọi khi một người ăn cái này là cũng khó nha chị Phương. Tại vì không đâu, một người ăn không hết đâu thiệt á. Nếu mà một người ăn không hết đâu, tại vì phần này là 200.000 lận. Dạ. Là thường thường là khách kêu là phải cỡ 3-4 người ăn. À, bởi vậy bây giờ nếu như mà một mình em ăn hết là được múa lửa đúng không? Một mình ăn hết thì em là anh sẽ được một nụ hôn của Mỹ Nhân Ngư. Lộ mũi đây. Ý là bây giờ anh hôn liền luôn. Để lát ăn hết đi. Dạ ok. Lát ăn hết đi. Wow. Đó giờ chiên thêm cái thơm lắm mọi người ơi. Dạ anh. Đó đây là cái dĩa của hai anh nè mọi người ơi. Trời ơi, dĩa bự cái mặt của Vương luôn. Ôi trời, bự không nguyên con người của em luôn á. Che luôn rồi nè. Che gấu luôn rồi đó. Dạ dạ. Không, ở đây có nhạc mẹ. Ở đây có nhạc. Cái mắm á, nó mắm mà tụi em sẽ nấu lại á anh. Nó chua ngọt á. Dạ. Rồi chiên xong sơ qua sơ lại cho nó đều cái viên chiên xong rồi là tụi em sẽ bỏ tỏi phi đồ lên. Dạ. Ở đây thì chị Phương biểu diễn màn sóc chảo. Đúng rồi, đây chị Hảo đây em, chị Hảo. Mấy cái này em rành lắm, trời mấy cái này là hôm bữa giờ em sốc không mà bỏ hết 4-5 chảo rồi đó. Lại nha. Sao vậy? Không phải sốc vậy. Ôi, nói chung anh Lộc đừng có thách gì giờ Phương. Ủa, nha. Em làm thiệt, em BD chứ em gan lắm á. Mấy lần chị Phương mặc đầm Alibaba. Dạ đúng. Lột lột đùng đùng luôn. Dạ. Trời ơi. Thơm quá. Lát có gì anh rảnh á. Anh rảnh. Chết. Lát có gì bé rảnh á. Bé vào có gì anh mời bé một miếng cá viên chiên. Ok anh. Anh là gãy cái cài. Kêu anh là gãy là ngã liền. Kêu anh cái là cái ngã liền. Rồi xong rồi anh Lộc ơi. Rồi Lộc ơi. Là ra món. Vô rồi. Còn không vậy? Bữa chảo luôn vậy. Vậy. Ôi. Hấp dẫn quá trời. Wow. Lấy mấy thằng giấy chùi. Đó. Đó, giờ mình xếp lại cho nó đều là xong. Đúng rồi, xếp lại cho nó đều. Tỏi phi vô. Ôi ôi, hấp dẫn cả nhà. Cái viên chiên nước mắm nha. À, ủa còn trong đây nữa hả chị? Còn. Cái này là không có chiên nước mắm được. À. Cái này nó giòn. Dạ. Ok. Ủa, tính ra dĩa 200. Mà em thấy đây toàn đồ món xịn không ha? Đây. Toàn là món xịn không á? Sẽ lên thêm một cái chấm như vậy nữa. Đó, dạ. Bây giờ em sẽ bưng ra bàn trước nha. Rồi. Cây nước cuốn. Mà lem, có cây. Ok. Vô đi anh.
moments later. Đến đây hôm nay quá là náo nhiệt cả nhà ơi. Những anh em nào mà yêu cầu anh em mình quay quán cá viên chiên Vũ Thu Phương thì điểm danh nha, cho anh em mình một like một đăng ký nha cả nhà. Ok, giờ mình sẽ thử thách hết dĩa 200.000 này. Cá viên chiên nước mắm 3, 2, 1 bắt đầu. Mời cả nhà nha. Ở đây có những cái que chấm nè cả nhà. Hôm nay mình khỏi phải dùng muỗng dĩa rồi. Đây, toàn món ngon không. Đây thử coi. Cái này là bò viên hết ta. Chấm vô. Sao? Ôi, nóng hổi luôn. Còn nóng. Có nước chấm cái tỏi phi này nữa. Yeah. Ôi má này, cà ốc nè. Thử miếng cải chua nè. Yeah. Đây cải chua. Tỏi giòn. Kết hợp vào cái vị đó, đậm chất cá viên chiên. Món ăn vặt của mọi giới trẻ. Nhưng mà đến đây á, thì mình thấy là gì, có rất là nhiều anh chị, gia đình luôn, thậm chí là gia đình luôn cả nhà, đến đây để cùng ăn và nói chuyện vui với lại Vũ Thu Phương. Chào đón rất là nhiệt tình nha cả nhà. Đây món gì đây, món này mềm mại lắm nè. Ngon quá, anh Lộc phải thử thôi. Đây chả mực nè. Mà anh Lộc mới nhớ ăn thêm mấy cái cải chua nha. Ồ, hấp dẫn quá. Cảm giác cái cá viên chiên nước mắm nó thấm rất là nhiều cái gia vị bơ này kia đó nha. Đó. Bơ với lại tỏi, hai cái đó là chính. Chú này nhìn quen quá ta. Bữa ăn phở. À, nhớ em không? Dạ dạ. Nhớ mà. Dạ nay em nó ăn. Hai anh em đổi chiều. Wow. Có một số món nó lạ lắm nha. Ôi, cái này là chào đúng không anh? Chào. Cái gì vậy? Trong có cây sả. Đúng rồi. Có mùi. Đối với anh đó. Cả. Nếu mà anh ăn cái cá viên chiên nước mắm này nè. Cái anh không cần chấm thêm tương quá. Tại vì đó là anh ăn thấy nó vừa vị rồi. Cả. Mà cải chua này ăn nó cái vị nó ngọt á. Khi mình ăn vào là nó phát lên rõ rệt luôn cả nhà, khiến cho cái cá chiên nó bị đẩy lùi lại. Cái này mình nói mình không có ý chọc xúc phạm gì đến giới tính thứ ba, nhưng mà bị cái mùi BD nó lấn át cho mình phải giờ cái cải chua này nè đẩy lùi cái đó lại. Đó. Trên những cái miếng cá viên chiên nào cũng có tỏi hết, đã quá. Ở đây nếu mà các bạn không muốn ăn kiểu lộn xộn á thì mình có thể order, nhìn đây mình order. Thử ăn cái cục này coi. Cục này là cục gì ta? Khoai tây á Hùng. Khoai tây giống như cái người ta rắc lên á. Thì nó giống như viên tiên thạch chuẩn bị bay vào trái đất vậy á. Thầy chấm vô nha. Giòn. Trong có phô mai ngọt ngọt và thơm nha, cắn cái viên nó tách ra nó thơm. Mấy bạn nhân viên này là đi, nhưng mà đi quay mấy cái clip du lịch này kia là mấy bạn ai đi chung với Thu Phương đó ta. Thấy team của Thu Phương đông lắm, nhưng mà hình như là mấy anh chị LGBT không ạ. À, đi chơi đi kia là vui lắm cả nhà. Quậy chùa nào. Có năm mình đi chùa mình gặp anh Đồng nhớ không? À. Đi chùa ở Tây Ninh mình gặp Vũ Thu Phương, nhưng mà lúc đó là chưa có quen biết, chỉ thấy thôi. Nay thì cũng cảm ơn anh Andy ở bên Phở Gà Bé Đạt nha. Anh Andy đã giới thiệu mình đến quay quán của chị Vũ Thu Phương. Wow. Wow, cái này bột càng ăn mấy miếng không?
Hay nói đây khu vực quận 10, món cá viên nữa thì phải nhắc tới ai? Em gái Penny Hằng ơi. Tiếc là em gái hôm nay không có rảnh rồi. Hôm nay báo cho Penny Hằng nhưng mà Penny Hằng bận. Có em gái là phải ăn 400 rồi. Cái gì? Ghê hả? Em thấy bây giờ quán phở vẫn bán rồi. Quán phở bé gà, phở gà bé đạt vẫn bán cả. Phở bán tới tối nữa. Dạ. Dạ. Dạ anh. Dạ anh. Dạ anh. Dạ anh. Em ăn dĩa 200. Coi vậy căng đó em. Nếu mà em ăn có dấu hiệu mà căng quá thì anh sẽ giúp em nha. Chị Phương ơi. Cái mấy cái này á, em cần một cái muỗng để múc cái này nè. Muỗng á, đúng không? Ok. Nè. Ôi trời. Cái muỗng để múc cái này hả? Trời, em tưởng đâu cái đồ đập đá không á. Chồng mấy tưởng rồi. Xoay gương. Gương kia ngựa ở trên tường. Lan cuối phường ai đẹp được giường như ta. Nó trả lời kìa anh ơi. Thu Phương thấy ghê. Ừ. Chừng nào anh ăn hết, chị ăn hết dĩa này đi chị mới đẹp. Ôi trời. Cảm ơn anh nha. Dạ dạ. Rồi tiếp. Mình cần cái này để mình tốt rau. Tốn thời gian xiên nên đi ăn nó hơi lâu. Ờ hả? Em giữ lộn xộn nãy mới chứ là chi mắm tỏi như vậy. Bao muốn rồi đó. Tươi lắm. Mà nó mềm, không quá dai nữa nha. Ăn kết hợp với cá viên chiên là hết bài. Có mấy món lạ cơ. Lộc. Không. Anh đi ha anh. Ồ, anh em đi. Em nói là anh bên quán phở. À, bên quán phở. Anh là những người giới thiệu mình đó. Cảm ơn anh nhiều. Quá no rồi, quá no rồi. Bây giờ mình thấy phân hồn thật là rồ. Ăn gì? Đỉnh. Anh chưa hết no nữa hả? Trời, mới đây sao hết no được em. Cả nhà, clip ngày mai. Clip ngày mai nha. Lý do mình no nha. Quá no luôn á. Nói luôn đi, đã cả nhà chờ nè. Clip ngày mai bọn sẽ đọc ăn bánh tráng trộn của các thi á. Bị quặm cụ lặn nên ứ thử. Ô, cái này là đậu hũ cá. Nhiều quá nha. Mình phải chia ra thôi Ngọc ơi. Em chia ra thành 3 phần đi. 3 không hả? Có phải ăn hết rau không ta? Ăn hết rau á. Anh nghĩ là chắc có đó. Rồi hả? Không ăn hết cải chua thôi. Không ăn hết rau là không được coi múa lửa. Đúng rồi. Cái này như bò viên à. Một hít nha. Thanh niên là thanh niên hùng rồi, đứa sẽ thấy. Sẽ thấy cái cảnh đó. Thiệt á, rất là hiếm người mà có được cái miệng giống như chị Vũ Trung Phương. Cái miệng nói liên tục luôn cả nhà. Hay thiệt. Thiên biến vạn hóa. Ở mọi tình huống nói đều được hết. Nhắc tới đó thì cái người mà clip ngày mai lên cũng nói rất là dữ. Đúng rồi. Giờ còn đây anh em mình hay đi quay những quán của các anh chị LGBT. Không, mình nói phải công nhận đó cả nhà. Giới tính thứ ba mấy bà anh chị LGBT, mấy bạn LGBT á. Giỏi. Có rất là nhiều tài. Người ta khi mà làm bằng cái tâm của mình, làm bằng cái năng lực của mình đều xứng đáng được công nhận đó cả nhà ơi. Đâu có dễ gì mà để mở một cái quán mà có số lượng khách mà tới đông như vậy đâu cả nhà. Cũng phải có cái duyên buôn bán với món ăn cũng phải chất lượng như thế nào thì mới được thu hút khách như vậy chứ. Một phần vì đồ ăn nè, rồi một phần là vì muốn được giao lưu với lại Vũ Thu Phương. Hôm nay anh em mình đã có duyên làm điều đó rồi. Hình như em nhớ có lần em với anh đi ngang qua đây nè, bị xong rồi bị Vũ Thu Phương với mấy bạn á ngoắt vào á. Chào giống nãy á, nhưng mà lúc đó anh em mình đi có hẹn đi quay clip khác nha. Đúng rồi. Nhanh thiệt, anh em ăn gần xong rồi.
máu quá. Chia ra nhìn ra ấy. Uống miếng nước review đi. À, long nhãn. Long nhãn, long nhãn. Nghe đúng giống độc nhãn long quá. Anh có coi mấy cái clip mà lúc mà chị Tô Phương khởi nghiệp á, là lấy chiếc xe Vario đẩy cái xe cá viên á không? À, bên bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Đúng rồi, cái clip đó gian nan ha. Rồi tới bây giờ thì có cơ ngơi như ngày hôm nay. Vừa qua một mùa dịch nó cũng đâu có dễ dàng. Mọi sự nỗ lực đều được đền đáp bằng cười cười. Thanh niên, thanh niên lên sóng nha. Chào mọi người, em là fan hâm mộ đến từ Đà Nẵng. Nhưng mà vô tình em đấy em gặp một fan áo đỏ, em đến gặp một người hâm mộ là các viên chị đang chạy những con phương. Nhưng mà vấn đề là vô tình gặp anh vợ sẽ gặp mấy quay. Mà anh ăn hay cả, anh ăn nhiều quá. Rồi, cảm ơn em trai. Rồi anh trai vừa coi clip này comment nha. Đúng rồi. Okay, anh trai nhiệt tình ra mình. Đó, đó còn lộc thăng, còn lộc thăng. Em đang em đang kiếm người yêu đúng không? Không có. Em đang kiếm người yêu. Em đâu có anh. Ý là đang kiếm á. Có anh chờ gái cái em không chứ. Hay á. Có rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Có, chiều em quay ở bên Cát Thi. Em ăn 5 phần bánh tráng giờ em no quá. Nói chuyện không nổi. Đây là đây giống như là quay no xong giờ thấy Hùng ăn thấy nó rồ lắm anh. Thấy nó ăn dữ quá, sợ luôn. Em cũng sắp tới rồi đó, 200.000 má ơi găng thiệt. Cái này là giống như phô mai đó nha. Thí Kiều ơi, Thí Kiều. Thí Kiều. Bạn nói Thí Kiều hả ta? Đúng không? Thí Vân hả? Em Thí Kiều ơi. Không phải rồi, không phải rồi. Thí Kiều, em phải Thí Kiều không? Dạ, em tên là Vivi. À, Vivi. À, Vivi. Vivi có cơm trắng thêm không? Để mình trắng thêm. Chứ dạ. Để mình ăn với. Để mình ăn với anh này. Được rồi chị ơi. Được rồi. Chị Phương có cơm không để ăn cái này cho nó hòa trộn cái vị đó. Cơm trắng thêm à, anh phải nhắn tin trước ngày để em biết anh nấu. Hết hồn. Đúng. Thấy chưa em nói rõ cơm mà anh ăn em được không? Ủi giời ơi. Này cơm này trắng này. Thôi thà ăn vỏ còn hơn. À, đúng rồi. Thôi nhịn. Nên này chưa gì 5.000. Chúng ta phải biết bảo vệ nhau chứ anh Lộc. Đâu, bình thường. Nói chứ sắp đây sắp tới đây có nhiều mốc quan trọng đó cả nhà. Đúng rồi. Thì anh em mình cũng muốn là trong tháng 11 này sắp tới á, chúng ta sẽ đạt được mốc 500.000 sub. Không biết có trong tháng 10 được không ha? Gì? Không biết có kịp trong tháng 10 không? Nếu mà qua tháng 11 thì nghĩ cũng không sao. Là tháng 11 sẽ có những ngày vui của anh em mình đó. Lúc đó lại hồi hộp. À, mấy lý sinh nhật là thường là ác liệt lắm cả nhà ơi. Một là nằm ở quán, hai là ứ hồi bỏ cuộc á. Ghê lắm. Đó. Cái này là gì sao? Giống nem nướng ha. Giống nem nướng hả con? Ồ. Cô là mẹ của chị Phương đúng không? Dạ. Con cũng. Dạ. À, trai có con trai. Có mấy lần con thấy chị quay cô ăn sinh nhật rồi này kia. Thôi. Dạ ngoan. Có hiểu ha. Đó đây mẹ, người mẹ chia sẻ. Thì đúng rồi, nhà cây có con trái. Dạ, cây có con trái mà cả nhà. Cho nên chị Phương vừa làm mà vừa lo cho mẹ. Nếu mà mình thì mình cũng sẽ vậy thôi. Nếu mà chỉ có hai mẹ con á, bắt buộc luôn mình phải là người trụ cột mà. Thấy không? Hết. Không. Anh chị em chia qua 3 phần là có lý không? Chứ 2 phần ăn sẽ rất là lâu. À. Bây giờ 2 phần nữa. À. Chiến thuật là gì? Nghỉ. Không ăn nữa. Mang về. Nếu mình ăn hết thì chị Phương sẽ múa lửa cho mình coi. Nếu mình ăn không hết thì mình phải múa lửa chị Phương coi hả? Nên chị Phương đâu cần em múa lửa đâu. Chị Phương ơi. Chị Phương.
Nếu mà em ăn hết là chị múa lửa em coi. Đúng rồi. Còn nếu em ăn không hết em có bị gì không? Em ăn không hết thì em múa cột cho chị coi. Ghê hả? Ờ. Mà em không biết múa cột. Em múa cột thì em... Vậy em biết lau cột không? Múa cột thì biết. Múa cột biết không? Múa cột. Múa cột mà múa cột. Kiểu ôm cái cột trượt lên trượt xuống. À rồi biết rồi, ở đây có mấy cột, 1, 2, 3, 4, 5 cái cột à. Nhưng mà 3 cái cột không có xài được. 3 cái cột này bị đóng đinh rồi, bị hư rồi. Dạ. Đang bảo trì hả? Bảo trì, đang sửa chữa 3 cái cột nè, đó. Ôi vậy nếu vậy, nếu vậy phải nhiều cột quá. Đúng rồi đó, 3 cái cột sẽ cố gắng ăn hết. Anh ơi chút nữa anh sẽ trường cột. Dạ anh sẽ leo lên người ba tụi mình ăn trường. Rồi vậy là 4 cái cột anh ơi. Mạnh sáng. Mạnh sáng rồi cả nhà ơi. Anh có coi phim Đại Thiên Đại Thánh anh biết bản tin gì anh không? Anh đang có 4 cột nè. Phải cố gắng ăn hết thôi, phải cố gắng ăn hết thôi. Điên đó, không có giống nguyên vợ, giống con điên á. Ở trên cố gắng ăn hết. Dạ, dạ. Tứ đại mỹ nhân của em đẹp đẹp không á. Dạ. Ăn hết là đi ra anh sẽ có thưởng liền luôn. Trời ơi. Nụ hôn của mỹ nhân VV. Vui vui nha anh nha. Mỗi người bên. Ôi, ok, ok anh luôn phải không? Rồi, cố gắng ăn hết cả nhà ơi. Cố gắng hết nha, anh tin có điều đó. Vừa được ăn ngon, mà vừa được thưởng nữa. Quá đã rồi Phan Thị Hùng ơi. Mỗi lần mà chị vào đây là cả nhà thấy không khí không? Nó trộn rộn lên. Hay thiệt. Nãy giờ Hùng chiến liên tục luôn. Quá hay em trai ơi. Không biết nước à? Ở Long Nhãn. Ở đây có bán qua app không Hùng? Nãy giờ không thấy shipper. Em ở đây có bán qua app không em? Dạ. Có bán qua app không? Có anh, Shopee Food. À, Shopee Food. Dạ đúng rồi, nó có cái bản hiệu Shopee Food. Có Bay Min không? Hay là chỉ có shop Shopee Food thôi? Chỉ là quyền là Shopee thôi. À, Shopee Food hả? Ok, ok. Chị thì giao lưu với khách đó. Gia đình mình ăn một phần bao nhiêu? 150 ăn không hết luôn. Dạ. Đó bên đây gia đình 5 người ăn 150 không hết cả nhà. Rồi mình ăn phần 200. Đây mình thanh niên này ăn 200 chị ơi. Thanh niên này máu quá rồi. Nhiều khi chị đang ngon miệng nhưng mà thấy mình ăn 200 á nên chị ngán chị bỏ ngang luôn. Chị no ngang, chị bị no ngang rồi. Cái này là gì vậy? Em mới libê hả? Gọi sợ đẹp hả? Rất gọi sợ đẹp ha. Chắc tới đó thì chắc là đang thèm hải sản nữa không? Phan Diễm á. Cũng cảm ơn các anh chị ở bên kênh YouTube của Phạm Dũng và Phan Diễm. Thì các anh chị xem clip á, kiểu như có từ khóa Phạm Dũng và Phan Diễm ở trong clip. Thế nên là nó sẽ đề xuất cái clip đó cho các anh chị. Các anh chị xem được, các anh chị qua đăng ký cho kênh mình luôn. Rất là cảm ơn các anh chị. Rất là cảm ơn mấy anh chị ở kênh YouTube Phạm không. Dũng. Mong anh chị sẽ ủng hộ luôn cả hai kênh, kênh em với lại kênh anh Phạm Dũng và kênh Vũ Thu Phương Gái Biên Duyên. Cả nhà muốn coi cái Vũ Thu Phương tấu hài á thì vào cái kênh của Vũ Thu Phương nha. Clip coi vui lắm. Coi mà cười không luôn á. Xin lỗi. Cái gì chiên 200 luôn. Ảnh ăn hết là ảnh sẽ được một nụ hôn của mỹ nhân Phương. Đó, mong là mọi người chờ clip mới của anh Lộc nha mọi người nha. Mọi người nhớ like và subscribe đăng ký để giúp cho hai anh em Lộc ăn thật là nhiều, để mà có động lực quay thật là nhiều clip phục vụ mọi người nha. Rồi. Cá sống là nhờ nước đó, còn anh Lộc, hai anh em nhà anh Lộc sống là nhờ tình yêu thương mọi người. Nhờ những lượt subscribe của mọi người. Hay quá. Vui vẻ đi, đó, anh đang ăn nè. Quá hay chị Phương ơi. Nụ hôn của mỹ nhân Phương đó mọi người. Chị có câu đèn sáng gì đó. Dạ. Em sáng chị sáng. Chị sáng là con em sáng. À. Không anh sướng là nhờ em sướng. Ở này mới nghĩ ra đúng không? Mới nghĩ ra. Hello Đức Râu nha, hello Quân Tâm Áp, hello Kim Kim Tê. Rồi, phần cuối cùng hả? Tới nào, tới đâu rồi? Món khô mà tới đây là căng lắm. Căng. Thường món nước á thì nó còn chạy trục lên trục xuống á. Còn cái này giống như là những viên đá nở ra nữa. Với lại nó không có cho mình xuống nữa. Tới đó là nó chặn ngang cái dòng lưu thông. Anh biết sao hôm nay em ăn khó nữa rồi ha. Không có bảy úp. Một phần hôm nay em ăn là cái nước trà kia thôi. Nó không có bảy úp. Bé này cỡ con đứa sau của em. Bé này cỡ đứa sau của em. Không lẽ ăn xong mình về quê luôn chứ. Em
Mình đã ăn xong và qua luôn anh Lộc. Nhớ con rồi, nhớ con rồi. Cái này 200 ngàn. Dạ, nhà em coi anh. Năm mà hả? Ờ. Em qua em bữa kìa. Chào em nhé. Ăn nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi, nên nó hết rồi. Dạ, dạ, cảm ơn. Bé này có đứa sau của em. Dạ. Dạ. Chắc là cũng 14, 15 tháng. Dạ, đúng rồi, chính xác luôn á. 14 tháng. 14 tháng. Dạ. Nhìn nó em nhớ con quá. Rồi em chạy về quê luôn. Nhớ con quá mình sẽ ăn được tốt hơn á, ăn đi bạn. Dạ dạ. Sắp hết rồi. Có động lực rồi. Thời thứ khuya rồi. Khuya rồi à. Để ngày mai chạy về cho an toàn. Bây giờ chạy về trên đường rải cá viên chiên nó làm cho đường xá cũng không sạch đẹp nữa, ảnh hưởng đến người khác nữa. Đúng rồi, thôi mình quyết định mình sẽ lại. Em nuốt hết không mẹ? Rồi em chụp tâm. Gió trời. Chắc lấy điện thoại của anh đi. Dạ, dạ. Để chụp luôn. Đây. Giao lưu, giao lưu. Cắm dĩa lên cho biết là anh đang thử khách đó. Rồi, hết luôn cả nhà ơi. Fan giao lưu rồi, có động lực rồi. Chị Phương ơi. Quang hương cho gọi thần thiết. Chuẩn bị xăng đi. À. Vậy là em đâu có phải múa cột. Nhưng mà chị phải múa lửa. Bây giờ phải lấy dầu hôi múa lửa hả chợ? Làm thiệt á. À, em ăn hết thiệt. Mình để ăn hết đâu, còn hai cục sao hết được. À. Dạ Hoàng Hường. Xin mời Hoàng Hường. Cầm miệng lẻ. Ok. Các thằng cứ quỳ đi. Ủa luôn cầm miệng lẻ. Em chụp hình chung. Dạ, chụp hình luôn. Chụp hình với hai anh luôn hả? Dạ, hai luôn. Ê quên, chụp hình với anh với chị. Anh với chị. Ôi trời. Cười lên nè. Rồi, cái nó không? Thả chim mới lộn thả tim không? Ok. Quay video clip cho anh nghe. Được không? Quay được không? Rồi. Cười. Anh đang ngập đồ ăn nó hơi ấy không? Ok, thôi để cho anh nhai, cho anh nhai đi. Từ từ. Cho từ từ, chạy 5 phút nha bé. Em áp lực quá. Bây giờ ép không được. Bởi vậy. Nhai lâu lắm thôi chụp luôn đi. Ôi trời. Cứ để giờ ép nhai rồi bắt công lại chào ra. Thôi vậy anh chiền qua em đi. Được. Em nhai bự cho. Em được cái mấy này cũng nhanh lắm. Rồi chụp luôn. Em ồ. Ok. Ok. Cười giống mấy nãy đó anh. Ê xú, anh đang ngậm. Cá cá. Chị thật là đáo để. Cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn trời. Dạ. Quá hay. Hoàn thành thử thách. Chúc mừng Hùng. Ăn phở không? Ăn thêm tô phở cho nó dễ nuốt không? Cho luôn á. Xỉu quá. Giờ mình sẽ ăn xương xương này ơi. Nói hồn. Mới đầu mình đến đây mình hồi hộp lắm. Nhưng mà đến đây mình gặp được bé Vivi nè, rồi Gia Hân nè, rồi chị Vũ Thu Phương nè. Thì mọi người tạo cho mình một cái không khí rất là gần gũi, gia đình. Giờ cảm nhận của anh là cái viên chiên nước mắm như thế nào anh? Nó lạ lắm. Không như những cái chỗ mà em từng ăn. Dạ. Nói chung là cái viên chiên nước mắm thì nó lạ cái là cái gia vị mà mình chiên nước mắm á, nó lạ cái đó. Chứ còn mà chiên mấy cái này thì mình có thể lấy về mình làm dễ rồi. Mà công thức từ mỗi người cái tay nó chiên. Đó. Chứ em thấy công thức nó cũng giống nhau thôi. Dạ. Nhưng mà tùy theo cái tay mình nó chiên là ngon thôi. Đây, chị đầu bếp của em đây. Đó. Ung Thị Như Thảo nha mọi người nha. Chị tên là Ung Thị Như Thảo. Chị làm trong hoàng cung chỉ ra rồi bây giờ. Sao mặt chị không cảm xúc luôn vậy bé Vy ơi? Nó nói cái họ chị không có đúng. Ung là búi đó. Ung là búi. Đó là Gia Hân đặt kìa. Gia Hân đặt đúng không Tôn? Mặt quạo liền. Mà đặt chơi đó chứ mà chị em đây với em cùng gia đình gì đó. Dạ gia đình thôi. Chị làm rất là ngon. Em ăn thấy nó ngon. Dạ ngon gì.
mấy cái rau ăn kèm nữa. Ừ. Đó, tụi em bữa nay cũng xấy họ đang ăn đó đúng không? Đó cả nhà. Mấy chị em ở bên đây cũng đang ăn luôn thì cả nhà. Nhân viên ăn luôn thì cả nhà thấy uy tín rồi nha. Đó. Còn về những cái món cá viên chiên ở bên chị thì nhiều món lắm nha cả nhà. Cả nhà muốn ăn có thể đến mình gọi, hoặc là mình có thể ăn phần 100, 200 lộn xộn là có sẵn luôn. Và có thể đặt qua Shopee Food. Đó. Oh. Rồi. Thì thôi. Lần nữa thì mình cũng xin được có gì dịp thì cả nhà hãy đến đây để trải nghiệm thử cá viên chiên của chị Vũ Thu Phương. Giờ mình sẽ gọi chị ra để chị gửi lời chào anh cả nhà cái rồi mình kết thúc clip ha. Và cảm ơn anh Andy Phạm đã tạo điều kiện để mình có thể quay được clip ở quán của chị Vũ Thu Phương. Chị Phương ơi. Chị Phương ơi. Chị có thể dễ thương quá. Đây là phải chào khán giả cái. Thì chị có thể gửi lời chào đến khán giả kênh em trước khi em kết thúc clip không? Dạ ok. Thì hồi nãy giờ thì như mọi người đã thấy đã coi anh đã ăn hết một dĩa khổng lồ nha mọi người nha. Thì bây giờ là giống như là thể hiện tình thương là em sẽ tặng. Ê quên em sẽ hung quên. Hai anh em tình thương mến thương nha mọi người nha. Thì em xin thay mặt hai anh Lộc với lại anh Học với anh Hùng, anh Lộc với anh Hùng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, gửi lời cảm ơn đến cô dì chú bác anh chị trong nước và ngoài nước đã yêu thương và đã thời gian qua đã ủng hộ và đã xem hết một cái clip của anh Lộc với anh Hùng. Mong là thời gian tới nữa anh Lộc với anh Hùng có quay những cái clip mới nữa, mong mọi người thương yêu và ủng hộ nha. Em chúc cho anh Lộc với anh Hùng được sức khỏe nè, chúc cho những cô dì chú bác mình ở gần ở xa mình chưa like và subscribe đăng ký đó thì mình hãy nhanh tay nhanh chân lên nhấn nút chuông, những cái chuông giống như là lan gặp điệp vậy đó mọi người. Nhấn chuông đăng ký để mà giúp cho anh Lộc với anh Hùng ra thật là nhiều video mới để mà phục vụ tiếng cười cho mọi người nha. Và cả nhà muốn cười thì hãy ghé qua kênh Phục Phương Cá Viên Chiên qua. Dạ. Đó cả nhà sẽ được và mọi người hãy ra vào quán luôn. Dạ mọi người hãy nhanh tay nhanh chân coi clip đó mọi người, ra 258 Nguyễn Tiểu La Lan Quế Phường để ủng hộ nha mọi người nha. Lan Quế Phường tầm này là tầm thường, đây mới là thiên đường. Oh. Ok mọi người. Dạ mọi người ơi, mọi người. Ủa gì vậy? Quay đầu à. Mọi người nghe bình tĩnh không có gì luôn. Em là một bạn fan đến từ Đà Nẵng. Hôm nay là lần đầu tiên em ăn cá viên chiên mà em có uống chai bia Tiger bạc, nhưng mà ý là cá viên chiên ăn no mọi người. Chưa ăn thử thì nên tới ăn thử. Ăn no nha mọi người. Mọi người ơi đó là anh Lê Dương Bảo Lâm. Anh Lê Dương Bảo Lâm mà vô tình mà biết từ mà nghe được mà cái mọi người ơi nói thì anh Lê Dương tới ăn giúp em mà không ngon. Anh Dương Bảo Lâm, Lê Dương Bảo Lâm ơi. Anh Lâm sẽ nói anh là gai dẻ quá vậy. À. Sao vậy? Tại Lâm anh hay nói đó, sao gai dẻ quá vậy? Sao hay gai dẻ vậy? Em xin lỗi anh Lê Dương Bảo Lâm nhưng mà nhớ tới ăn nha. Nhớ tới ăn. Cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn. Rồi thôi mình cũng xin được kết thúc clip tại đây cả nhà. Thì anh em mình có cái fanpage trên Facebook, nếu như người yêu mến như là muốn cập nhật các sự kiện mini game event thì hãy like và cho fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký cả kênh Funny Hùng Vlog, kênh YouTube Võ Sư Lộc và kênh Vũ Thu Phương Cá Viên Chiên. Đừng quên tiktok của anh em mình là Funny Hùng 116 và Võ Sư Lộc, và hãy tiktok ngắn là Funny Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Funny Hùng. Thì trong nhà sắp tới như các bạn có bất hết nào thì để lại dưới comment, mình sẽ xem xét và đưa những lượng phù hợp nhất để làm clip cho nhà cũng thức nha. Ok xin chào các bạn. Hãy subscribe.